Đứng làm gì? Em đi. Đi luôn mày. Ellie hả? Thằng bóng ma xuất hiện nhà tài lì đó. Ok. Nếu lần này mà mày thất bại, để coi mày nói chuyện như thế nào với ông chủ. Là anh sao? Bỗng mà mày đã lòi bộ mặt thật của mày rồi. Từ bây giờ anh nên cẩn thận, bởi vì nếu gặp lại anh một lần nữa, tôi sẽ không buông tha cho anh đâu. Cô ơi, cô có sao không? Cô có sao không vậy? Tôi xin lỗi. Tôi đã bị lỗ rồi. Cái gì? Anh bị lỗ? Phải, nhưng mà chưa ai phát hiện ra mối quan hệ của chúng ta đâu. Em hãy đặt máy ghi âm để nghe lén cuộc đối thoại của hắn ta giùm anh. Anh biết xem hắn ta có làm gì sau lưng mình không? Dạ, anh theo em. Dạ, em mời anh. Dạ, trong này. Mời anh. Chào anh Tài. Thiên. Anh chuẩn bị xong hết rồi, mời chú ngồi. Có cần kêu thêm mấy em vui cho vui không? Em nghĩ là trưa nay chúng ta xả stress đi. Lâu lắm rồi cũng không được xả stress. Hợp ý danh rồi đó. Nè em à, gọi giùm anh mấy em dễ thương nha. Dạ, dạ mấy anh ngồi đợi em chút xíu nha. Để em ra ngoài em kêu mấy người đẹp vô phục vụ giúp anh nha. Hình như chú Thiên có gì không vui phải không? Nhìn thấy đồ của chú anh thấy khác hẳn. Dạ không có gì đâu anh, chỉ là lâu lâu muốn được thư giãn đầu óc một chút. Vì lúc đó anh gọi nên tới đây thư giãn đầu óc luôn. Vậy là thằng bóng ma khiến cho chú quá căng thẳng phải không? Anh cũng vậy. Thằng đó lắm trò. Mà thôi đi, chuyện đó anh em mình bàn sau đi. Giờ là lúc anh em mình vui chơi cho thoải mái. Ok. Vô đây. Dạ. Em qua bển nha. Còn dạ, em ở đây chào nha anh. Mấy em phục vụ cho hai anh thiệt là chu đáo nghe chưa. Dạ. Vậy em xin phép ra ngoài chúc hai anh vui vẻ nha. Nãy giờ anh chờ tụi em có lâu không? Chờ tụi em tới dài cả cổ luôn vậy đó. Chút nữa anh bắt đền đó nha. Tôi nghiệp anh quá à. Em rất rượu anh nha. Mời anh. Mời. Hôm nay mấy anh chơi vui vẻ với tụi em nha. Không say là không về nha. Anh Vinh ơi, anh Vinh. Anh Vinh ơi. Anh Vinh ra liền đây. Chào bé Hiền. Em cho anh Vinh cái kẹo nè. Ừ, cảm ơn bé Hiền. Thế nào, sinh nhật bé Hiền chuẩn bị tới đâu rồi? Dạ xong hết rồi, tối mai là sinh nhật em đó anh Vinh. Anh Vinh có mời chị Ly giùm em không? Rồi, anh Vinh đưa thiệp cho chị Ly rồi, nhất định chị Ly sẽ tới. À thích quá, vậy chị Ly tham dự sinh nhật em rồi. Ừ. Em cho anh Vinh thêm kẹo nữa nè. Cảm ơn bé Hiền, nghe anh dặn nè, ăn ít kẹo thôi nha, không thôi là sâu răng xấu lắm đó. Dạ em biết rồi, mỗi ngày em chỉ ăn 1-2 cây thôi mà. Thôi thưa anh Vinh em về. Bữa nay anh Tài vui chứ anh? Lâu lắm rồi anh mới có được cảm giác thoải mái như vậy.
Trước những trận đấu lớn thì phải xả stress chứ. Nếu anh em mình cứ để đầu óc căng thẳng như vậy thì là thua chắc rồi. Chú có suy nghĩ giống như anh vậy. Thôi, chú về nghỉ đi. Tối qua nhà anh, chúng ta sẽ bàn công việc. Chú hứa là cung cấp cho anh những gì, nhớ nghe. Anh yên tâm đi, em hứa thì em sẽ thực hiện mà. Tối nay em sẽ mang món quà qua cho anh. Ừ, ok. Anh sẽ đợi chú. Chú giúp anh lần này, anh sẽ không quên ơn chú đâu. Thôi, tối gặp lại. Chú về đi. Chào anh. Sao anh em ở đây có thoải mái không? Dạ. Nếu có gì không hài lòng cứ nói cho anh biết nha. Dạ, tụi em cảm thấy rất là thoải mái, giống như ở nhà của mình vậy, không có vấn đề gì hết. Lâu lâu anh em mình tập trung lại như vậy thấy cũng vui đó anh Tài. Làm cho em nhớ tới ngày xưa lúc anh em mới tập hợp lại với nhau cũng ở như vậy nè. Ok em. Được rồi, cứ từ từ. Ngày xưa anh em mình còn nghèo mà, nhưng nhờ mấy chú theo và giúp đỡ anh, anh mới có được ngày hôm nay thôi. Dạ. Nhưng nhờ anh Tài giúp đỡ anh em nên anh em mới có được như ngày hôm nay. Nếu không có anh Tài á thì anh em lại dẫn đầu đường xó chợ rồi. Là anh em mà, phải đồng cam cộng khổ với nhau. Nhưng anh em nhớ là phải để ý giùm anh nha, thằng bóng ma có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Anh Tài cứ yên tâm đi, đừng nói gì tới cái thằng bóng ma, cả con ruồi không lọt vô nhà được mà anh. Thôi anh em cứ tự nhiên vui vẻ với mấy em đi nghe.
chào anh Thiên. Anh Tài đang chờ anh ở trong á. Ừ. Em mời anh. Chào anh Tài. Chào chú. Anh chờ chú nãy giờ đó. Vậy bây giờ mình lên lầu nói chuyện cho thoải mái. Ở dưới này anh em đông lắm. Ừ. Để anh kêu tụi nó chuẩn bị đồ nhắm. Anh em mình lấy rai. Hay đó anh Tài. Có chút mồi chút rượu, anh em mình dễ nói chuyện hơn. Mấy em mang rượu với mồi lên cho anh nha. Dạ. Dạ. Đi chú. Dạ. Mời chú. Mời anh. Đúng là Nhật Thiên. Sao hắn ta lại có mặt ở đây? Chú rất là hợp ý với anh. Đúng là chúng ta phải hợp tác với nhau càng sớm càng tốt. Bây giờ đâu có muộn đâu anh. Tất cả mọi chuyện nằm trong tay chúng ta hết rồi. Biết là vậy, nhưng sớm sẽ tốt hơn. Biết sớm hơn, biết đâu chú đã là người của anh, chứ đâu phải của David. Không anh ạ. Em thì suy nghĩ ngược lại. Chính vì làm cho David nên em mới có tất cả những thông tin đi cung cấp cho anh. Có lợi cho chúng ta. Cũng đúng. Nhưng nếu được, anh vẫn thích chú về làm với anh. Thằng khốn, mày dám phản bội ông chủ, tao sẽ khử mày. Sinh nhật Hiền chắc vui lắm mà. Ừ. Chúc mừng sinh nhật Hiền. Cảm ơn bạn nha. Hai đứa vô đây con. Dạ. Dạ. Mấy bạn vô đi. Mấy đứa ơi, vô ngồi luôn đi con. Thôi mình vô đi. Ừ. Mình ngồi chỗ này. Mời anh Tài. Càng ly. Càng ly. Hôm qua thằng Bóng Ma lại xuất hiện ở nhà anh. Nhưng mà hình như nó xuất hiện cho vui thôi. Con eo ly cũng chẳng làm được gì nó. Chán quá. Nó ngán anh rồi. Nó không ngờ bị anh đưa vào trồng chứ gì. Có lẽ là vậy. Nhưng hình như chú có chút manh mối nào về tên Bóng Ma đúng không? Chú đừng có giấu anh. Anh biết chú luôn bí mật theo dõi thằng Bóng Ma bấy lâu nay. Chú căm tức nó lắm mà. Đúng không? Đúng vậy. Em căm hận nó tận xương tủy nè. Nhưng mà em nhớ không lầm. Không chỉ có mình em hận nó đâu. Cả anh và tất cả các anh em trong giang hồ từng bị nó hất tay trên nữa. Nhưng mà thằng Bóng Ma không phải tầm thường. Em theo dõi nó bấy lâu nay,
chưa tìm được manh mối gì hết. Đúng là thằng đó khó chơi thật. Thôi, vô đi. Mời. Tuy là không có thông tin về thằng bóng ma, nhưng mà em có thông tin về David và còn Ellie. Em nghĩ là rất đáng giá cho anh đó. Hay đó. Tin gì chú nói đi. Con Ellie nó thất bại một lần nữa rồi. Bây giờ chắc David đang sốt ruột lắm. Có lẽ ông ấy sẽ gạt Ellie ra thay bằng một đứa khác trong nay mai. Vậy hả? Vậy là theo chú, con nhỏ thay thế con Ellie là con nhỏ sát thủ gì mà chú từng nói với anh à? Đúng vậy. Nó chính là con Mina, một sát thủ tàn nhẫn và lạnh lùng nhất của David. Mời anh. Vô. À, đây. Đây là tất cả những mối làm ăn của ông David. Em đem tới cho anh như đã hứa. Cảm ơn chú. Cái này với anh rất đáng giá. Đây là phần thưởng của chú. Anh cảm ơn chú. Có vẻ đây là thông tin mà chú bán cho anh đắt giá nhất từ trước tới nay. Chú có cần thêm không? Anh sẽ đưa cho chú mượn để xoay sở. Cảm ơn anh. Không cần đâu. Tuy là em đang cần tiền để làm ăn, nhưng mà em nghĩ bao nhiêu đây á, chắc là cũng đủ rồi. Mời chú. Mời anh. Cạn. Cạn. Chắc trên này chỉ có hai chúng ta chứ? Không có ai đâu. Kiki. Ngoan. À, chắc là nó thấy chú lạ nên mới sủa đó. Đây là cục cưng của anh. Thôi mình nhậu tiếp đi. Tôi cũng không muốn thấy người khác phải chết trước mặt mình, cho dù người đó đáng bị chết. Vậy xem như chúng ta đã hiểu rõ về nhau. Từ bây giờ anh nên cẩn thận, bởi vì nếu gặp lại anh một lần nữa, tôi sẽ không buông tha cho anh đâu. Tôi hy vọng chúng ta sẽ không gặp nhau trong hoàn cảnh đó. Không khác được đâu. Hey, đồ ăn đây, đồ ăn đây, đồ ăn tới nha, đồ ăn tới nha. Rồi, đồ ăn tới rồi nha. Đây. Anh ơi, hôm nay hai anh em mình vô vai phục vụ á, không biết có tiền bo không ta? Dữ rồi nha. Anh Vinh ơi. Hả? Sao giờ này chưa thấy chị Ly tới nữa hả anh? Chắc chắn là một chút nữa chị Ly sẽ tới. Không sao đâu. Thôi bây giờ mấy Hiền cứ khai tiệc trước đi ha. Chắc chắn lát nữa chị Ly sẽ tới. Nhưng em muốn chị Ly tới giờ. Không có chị Ly em buồn lắm.
Anh Vinh biết rồi, Bé Hiền nghe lời anh Vinh đi. Cứ bắt đầu trước đi, đừng để cho các bạn chờ đợi. Xong lát nữa chị Ly tới, chị Ly sẽ nhập tiệc chúng luôn ha. Dạ. Ôi, nước đây, nước đây, nước đây. Chú rất là hợp ý với anh. Đúng là chúng ta phải hợp tác với nhau càng sớm càng tốt. Bây giờ đâu có muộn đâu anh. Tất cả mọi chuyện nằm trong tay chúng ta hết rồi. Đây, đây là tất cả những mối làm ăn của ông Lê biết. Em đem tới cho anh gì đặc biệt. Cảm ơn chú. Thứ bảy này là sinh nhật của bé Hiền. Bé muốn cô tới dự sinh nhật của bé. À, thì ra là muốn mời tôi đi dự buổi sinh nhật. Mà anh phải bài tới cách này. Anh không sợ tôi sẽ không nương tay với anh sao? Tôi không sợ. Bởi vì với tôi, bé Hiền còn hơn cả một đứa em gái. Giờ này anh đang ở đâu vậy? Em cần có anh bên cạnh lúc này. Ở bên cạnh như anh đã từng hứa với em. Em cần anh một lời khuyên và sự che chở. Anh sẽ luôn bên cạnh bé ba để chăm sóc cho em. Ngồi đi con. Ngồi đi Hữu. À, chị Thu, qua bển ngồi đi. Rồi, bây giờ xin mời các bạn chúng ta nhập tiệc nha. Thật khốn nhật thiệt. Dám phản bội ông chủ. Nếu có thể, tao đã khử mày ngay lúc đó rồi. Dạ thưa ông chủ, tôi có chuyện muốn báo. Nói đi. Thằng Nhật Thiên đã phản bội chúng ta rồi. Cái gì? Nó dám phản bội sao? Mà sao cô biết được? Em theo dõi tài lì theo lệnh của ông chủ và phát hiện ra nó ở đó. Nó đã bán những bí mật của tổ chức chúng ta cho tài lì. Em đã định khử nó ngay lúc đó. Đừng manh động. Khử nó thì dễ, nhưng tạm thời đừng gây kích động cho đám tài lì. Đó còn có mối quan hệ làm ăn với chúng ta nữa. Vậy bây giờ
Ông chủ tính sao với thằng Nhật Thiên? Khử nó, nhưng tốt nhất hãy bắt sống nó, bắt nó khai ra những gì, rồi sau đó hãy khử. Rõ. Vở kịch hay sắp bắt đầu rồi. Thấy hủ à, xiên không? Anh hủ qua đây em bo cho anh hủ nè. À, có tiền bo nữa hả? Đã. Đã nha, đã nha. Được. Đâu, bo đâu? Bo cho anh hủ nè. Bo cho anh hủ nè. Bo cho anh hủ nè. Đứng lại. Chính là căn nhà tôi cấp cho anh em làm trụ sở. Phòng của Nhật Thiên trên lầu. Có người ở lại lắm. Ngoài Nhật Thiên, nếu có chuyện gì thì tụi nó mới tập trung lại. Thôi được rồi. Thôi được rồi mấy đứa. Nè, nghe dì Thu nói nè. Dì Thu cảm ơn mấy đứa đến dự sinh nhật của bé Hiền nha. Nhưng mà bây giờ đó, khuya rồi, tụi con về nhà ngủ đi. Không thôi ba má trông, nghe không? Ngày mai rảnh qua chơi. Dạ thưa
bên nhà. Ừ, nhớ nhà, nhớ nhà mấy bạn nha. Nhớ là ngày mai qua chơi nha. Rồi mấy đứa về ha. Rồi. Trời mệt thiệt á. Thôi được rồi, để đó đi, để chị làm cho. Anh, sao hôm nay em thấy anh buồn vậy? Vừa vui vừa buồn. Vui thì em thấy rồi, nhưng mà buồn hả? Nè, anh đừng có nói với em á là anh buồn vì cô ta nha. Anh buồn một, còn bé Hiền buồn tới hai. Bé Hiền nó cứ hỏi thăm chị Ly. Em thấy bé Hiền nó cũng vui mà, đừng buồn mà anh. Anh đừng có bận tâm nữa, có gì đâu, từ từ nó cũng quên à. Người buồn hôm nay nhất á là em nè. Em sao buồn? Anh không thấy hả? Mặt em nè. Nè, trời ơi. Anh Vinh ơi. Hả? Vậy là chị Ly không tới hả anh? Chắc là chị Ly hôm nay bận công chuyện không có tới được. Nhưng mà không sao đâu, hôm sau anh sẽ nói với chị Ly đền bù lại cho em. Dạ nha. Nhật Thiên, sao rồi? Dạ, ở đây không có ai cả. Tại sao như vậy được? Cô đã tìm kỹ chưa? Em đã tìm kỹ rồi, không có bóng dáng của ai hết. Không lẽ thằng Nhật Thiên nó phát hiện ra kế hoạch của chúng ta sao? Lúc đó cô không để lộ ra chứ? Không thể như vậy được. Có lẽ nó có việc đột xuất nên ra ngoài rồi. Hay ông chủ gọi thử xem nó đang ở đâu. Em sẽ trực tiếp đến bắt nó. Ok, nhớ chỉ bắt nó thôi, đừng có đụng đến những người khác. Em hiểu. Sau đêm nay mình sẽ có tất cả. Em nghe đi ông chủ. Nhật Thiên hả? Dạ. Cậu đang ở đâu vậy? Em đang ở nhà. Có gì không ông chủ? Vậy à? Sao tôi gọi về nhà mà không ai bắt máy hết? Em cũng mới ra ngoài ăn tối. Ông chủ gọi em có chuyện gì không ạ? Lúc nào mà không có việc? Bây giờ cậu về nhà ngay đi, lát nữa có đối tác của chúng ta đến gặp cậu để trao đổi việc mua bán thuốc lắc.
Ông chủ có thể hẹn đối tác sáng ngày mai được không ạ? Ừ, bây giờ em có công việc phải đi rồi. Có người bà con của em mới mất ở dưới quê. Đây là công việc có tính chất quan trọng. Cậu phải có mặt để thay tôi giao dịch. Còn chuyện bà con thì dù gì cũng chết rồi. Mai giờ có sao đâu. Dạ, em lỡ trên đường về quê rồi. Bây giờ có quay lại cũng không kịp đâu. Cái gì? Cậu vừa nói với tôi cậu ra ngoài ăn tối. Bây giờ cậu lên xe hồi nào? Mà nhanh vậy. Dạ, tại vì em sợ ông chủ trách sao không ở nhà. Em đã về gần tới quê rồi. Có gì sáng mai em sẽ lên sớm để gặp đối tác nha. Ông chủ yên tâm, em sẽ lên sớm thôi. Nhập Thiên, đúng là mày bị chết. Nhật Thiên, nhưng có vẻ... Dạ, em hiểu rồi. Dạ, dạ dạ. Trời ơi, chán quá, sáng giờ không có cốt nào trơn. Hiểu thôi chứ mà than cái gì. Bé Hiền để phần cho chị Ly hả? Dạ. Thôi bây giờ dậy đi, bé Hiền để bánh kem ở trong tủ lạnh đi. Nếu mà chị Ly tới thì bé Hiền mời chị Ly ăn. Không thôi thì bé Hiền ăn luôn phần của chị Ly ha. Dạ. Không nên. Bánh kem mà để vào tủ lạnh thì sẽ không còn ngon nữa. À chị Ly. Bé Hiền. Dạ. Chúc mừng sinh nhật em nha. Chị có việc nên tới trễ. Dạ không sao. Vậy mà em cứ tưởng giờ không tới nữa chứ. Có chứ. Chị phải đến. Vì đây là sinh nhật của em mà. Tặng bé Hiền quà sinh nhật nè. Dạ em cảm ơn chị. Hả? Cô ta cũng đẹp thiệt hả Na? Ủa mà em nói gì? Trời, anh làm gì mà chết đứng như Từ Hải vậy? Nè, đừng có nói với tôi là bị tiếng xe ái tình nha. À, đâu có, anh đang nghĩ tới một câu chuyện mà. Mà vừa rồi em nói cái gì mà sát. Ủa, em đâu có hỏi anh gì đâu.
Còn tiếng sét của em vừa nói á, có nghĩa là tiếng sét của ái tình đó, anh biết không? Ừ. Hôm nay là sinh nhật của bé Hiền, thấy em xinh quá. Chào cô. Mời cô ngồi. Chị ngồi đây đi. Chị Ly, em có chừa bánh kem cho chị ăn nè. Chị ăn đi, ngon lắm á. Cảm ơn em. Tôi đã gọi cho nó, sáng mai nó sẽ về nhà sớm, nên cô cứ ở đó đợi nó đi. Nhớ bắt nó khai ra tất cả trước khi khử nó. Như vậy là đêm nay chỉ có tao và mày.